Bộ sách Giao tiếp ứng xử. Hôm nay chúng ta sẽ đọc câu chuyện Chúng ta cùng ăn. Đây là bạn gấu. Hôm nay gấu đi dã ngoại thôi. Yeah! Gấu mang theo một hũ mật ong. Xong gấu lấy ra và ăn mật ong. Vừa ăn gấu vừa nghĩ: ôi chao, ngon quá. Nhưng nếu các bạn của mình ăn hết của mình thì làm sao? Gấu còn nghĩ vậy thì nghĩ: có lẽ mình phải giấu hũ mật ong đi. Gấu suy gấu nghĩ đây. Đúng rồi, gấu suy nghĩ: giấu ở đây. À, xem thử giấu ở đâu. Ở ngay tảng đá. Không được. Giấu ở sau bụi cây cũng không được. Thế là lâu lên cây. Gấu để hũ mật ong lên cây. Có lẽ ở trên cây là an toàn nhất. Lúc đó thì các bạn của gấu có thỏ con, heo mập, bạn khỉ và bạn gì đây con nhỉ? Chó. À, bạn chó con cùng đến để chơi với gấu. Các bạn đến và nói: gấu con ơi, chúng ta đến rồi này. Lúc đó các bạn bày thức ăn ra một tấm bạc gồm có trái cây nè, rồi sữa nè, rồi bánh nè, rất là nhiều đồ ăn. Mọi người đem nhiều đồ ăn đến. Lúc đó bạn chó con liền hỏi: gấu ơi, cậu không đem thức ăn à? Gấu con không biết trả lời làm sao. Gấu con nói: con chưa trả lời thì các bạn nói: không sao đâu, cậu ăn cùng với chúng ta này. Lúc đó gấu con liền nghĩ mình phải đem mật ong ra chia cho các bạn thôi. Rồi gấu leo lên cây lấy hũ mật ong xuống rồi nói với các bạn: chúng ta cùng ăn mật ong nhé. Rồi gấu đem ra có thêm món mật ong, bữa ăn của các bạn lại còn ngon hơn. Con biết không, các bạn rất là vui khi chia sẻ cho gấu con. Và gấu con thấy vậy cũng đem đồ ra và chia sẻ với các bạn. Mình biết chia sẻ với người khác thì niềm vui sẽ nhân lên. Hôm sau con cũng biết chia sẻ với mọi người nha. Rồi, giỏi quá. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp.